Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, những năm qua huyện Tuần Giáo luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đồng thời đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, thể hiện lòng tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công. Huyện Tuần Giáo hiện có gần 2.000 đối tượng người có công với cách mạng, trong đó có 170 thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và hơn 1.000 người là đối tượng kháng chiến được tặng thưởng huân huy chương. Để thực hiện tốt chính sách với người có công với cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tuần Giáo đã xác định công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm lớn lao, vừa là tình cảm sâu sắc, đạo lý cao cả, thấm đượm nghĩa tình với những người đã cống hiến hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện luôn chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã thị trấn tăng cường công tác, phối hợp rà soát đối tượng người có công, những người hồ sơ chưa hoàn chỉnh để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận cho các đối tượng theo các diện thương binh hoặc là thân nhân của liệt sĩ, hoặc để giải quyết các chế độ cho đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Năm 2022, huyện Tuần Giáo đã chi trả kịp thời trợ cấp hàng tháng cho 95 đối tượng người có công, chi trả chế độ mai táng phí cho 53 người hoạt động kháng chiến, cựu chiến binh, dân công hỏa tuyến, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 416 người hưởng trợ cấp hàng tháng, cựu chiến binh, người có công hưởng trợ cấp một lần, huân huy chương. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi cho cá nhân và gia đình người có công với cách mạng, theo đúng quy định hiện hành, huyện Tuần Giáo còn quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách người có công. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát lập danh sách các đối tượng người có công và thân nhân liệt sĩ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2021-2025. Kết quả rà soát có 41 hộ gia đình có nhu cầu. Thực hiện cái sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và huyện thì phòng lao động thương binh xã hội cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện để thực hiện đầy đủ và kịp thời đối với lại các cái chính sách một lần và chính sách hàng tháng đối với các cái đối tượng thương binh, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và đồng chí bệnh binh và người có công với cách mạng ở trên địa bàn. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Tết Nguyên đán, lãnh đạo huyện và các địa phương tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi động viên tặng quà, tạo không khí thân tình, mang đậm tính nhân văn. Theo thông tin từ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, huyện đã tổ chức thăm tặng quà cho các hộ chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn với tổng số tiền trên 148 triệu đồng. Trong đó, 95,5 triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách và quỹ đền ơn đáp nghĩa và trên 53 triệu đồng quà Chủ tịch nước. Việc chi trả tiền trợ cấp khác cho các đối tượng cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hàng năm và mọi năm thì được Đảng và chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân huyện quan tâm thì là gia đình cũng rất phấn khởi. Tuy là một món quà nhỏ nhưng mà thể hiện cái sự quan tâm của Đảng và chính quyền địa phương cũng như là Đảng và chính quyền đất nước là quan tâm đến các gia đình chính sách. Bên cạnh giải quyết tốt các chế độ đối với người có công, huyện Tuần Giáo đã tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cán bộ công nhân viên chức tích cực quan tâm chia sẻ, động viên bằng cả vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng. Dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, phòng lao động thương binh và xã hội huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành chức năng. Các tổ chức chính trị xã hội, các xã thị trấn đã đảm bảo công tác an sinh xã hội cũng như quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ người có công trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã tiếp nhận, hướng dẫn và chi trả cho người thụ hưởng, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Ngay từ đầu năm thì xã đã giao chỉ tiêu, thì đã thu được khoản phí để hỗ trợ cho gia đình chính sách. Trong tháng 7 này thì xã đã Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân sẽ tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách, đặc biệt nhất là những hộ mà có công với cách mạng. Những ngày này,
các ngành, các cấp trong toàn huyện đang tích cực chuẩn bị tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân hướng về các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Thắp nến tri ân dâng hương, nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ là một trong những hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, dấu ấn đậm nét và điển hình của tuổi trẻ huyện Tuần Giáo. Năm nay, công tác chuẩn bị cũng đang được huyện đoàn Tuần Giáo và Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện tích cực hoàn tất. Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuần Giáo đã xây dựng kế hoạch cũng như ban hành kế hoạch thực hiện chương trình 27 tháng 7 đến thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện thu hút được trên 100 đoàn viên thanh niên tham gia, chủ yếu là việc quét dọn, tu sửa và chỉnh trang bia mộ để đảm bảo thắp nến tri ân. Huyện đoàn Tuần Giáo đã chỉ đạo 100% các đoàn cơ sở, xã, thị trấn thăm hỏi và tặng quà giúp đỡ ngày công các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Với nhiều phong trào tình nghĩa, đoàn thanh niên đã tổ chức các đợt du khảo về nguồn, chăm sóc người có công, góp ngày công lao động. Đoàn xã Pú Nhung phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên khu tưởng niệm Vừa A Dính. Đoàn thị trấn Tuần Giáo giao quân dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ huyện, phân công đoàn viên giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn như lấy củi, quét dọn nhà cửa hay làm tỉa lúa. Đoàn cơ sở thị trấn Tuần Giáo luôn tổ chức các hoạt động phong trào hưởng ứng ngày 27 tháng 7, cụ thể như là giúp các gia đình người có công với cách mạng tỉa mạ, phát quang, dọn dẹp vệ sinh gia đình và kè ao và các hoạt động khác có liên quan đến việc hỗ trợ giúp đỡ các gia đình người có công mà gia đình cần sự hỗ trợ và giúp đỡ. Với những gì mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đã làm trong thời gian qua đối với công tác đền ơn đáp nghĩa đã thể hiện rõ đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn, ăn quả, nhớ kẻ trồng cây, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về lòng yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Từ đó góp phần chia sẻ những hy sinh mất mát đối với thân nhân, gia đình, chính sách, người có công, động viên và giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nói đến cán bộ dân số, nhiều người vẫn nghĩ đến hình ảnh của các bà, các chị hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Thế nhưng thời gian qua, trên địa bàn huyện Tuần Giáo có nhiều cán bộ dân số là nam giới. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc, họ đã đóng góp không nhỏ vào công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở địa phương. Từ trước tới nay, nhiều người vẫn quan niệm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là công việc tế nhị và vốn chỉ dành cho nữ giới. Tuy nhiên, với sự năng nổ, nhiệt huyết, nhiều cán bộ chuyên trách hay cộng tác viên dân số là nam giới cũng đang hoàn thành tốt công việc này, trở thành những cánh tay nối dài giúp công tác dân số được triển khai có hiệu quả ở cơ sở. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Tuần Giáo có 8 trên 19 cán bộ chuyên trách dân số là nam giới, 151 trên 177 cộng tác viên dân số là nam giới. Những người là nam giới tham gia thực hiện cái công tác dân số tại cấp xã và các cộng tác viên dân số tại cấp bản trên địa bàn huyện thì cái tỷ lệ nó cũng không nhiều. Nhưng mà sự tham gia của họ trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã cho thấy sự bình đẳng giữa nam và nữ trong cái việc thực hiện cái công tác này. Họ thì mỗi người có một ở một độ tuổi khác nhau và một trình độ và cách thức khác nhau trong việc trong cái khi triển khai công việc. Nhưng mà tất cả thì cũng đều chung một cái mục tiêu, đó là đưa cái chủ trương chính sách về công tác dân số đến toàn thể nhân dân. Tham gia công tác dân số tính đến nay đã được 16 năm. Anh Cà Văn Hồng, cán bộ chuyên trách dân số xã Nà Sái nhớ lại những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ. Anh đã gặp không ít khó khăn, thử thách bởi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế. Nhiều chị em e dè, ngại trao đổi về các vấn đề giới tính, sinh đẻ, tránh thai với đàn ông. Bên cạnh đó, phần lớn người dân trong xã là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, quan niệm về sinh con trai để nối dõi tông đường vẫn còn nặng nề trong người dân, càng khiến công tác tuyên truyền thêm khó khăn. Bản thân tôi cố gắng phấn đấu bằng cách tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn, không ngừng nâng cao học tập để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng
truyền thông. Qua đó bản thân cũng tìm hiểu tập quán của người dân nơi đây để tuyên truyền vận động và tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, đặc biệt là người uy tín trong bản, để tuyên truyền vận động bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, cụ thể là bằng tiếng Thái, để bà con dễ hiểu hơn để tìm đến công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Với quyết tâm trụ lại với nghề, anh đã khắc phục khó khăn bằng cách tự trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nói trước đám đông và tìm hiểu những ví dụ thực tế sinh động sát với tình hình dân số của địa phương để trò chuyện với người dân. Bên cạnh đó, anh tranh thủ sự giúp đỡ của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cùng phối hợp tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Những hệ lụy khi sinh con thứ ba, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số để bà con hiểu. Sự tận tụy tích cực trong công việc của anh khiến người dân hiểu, thông cảm và cộng tác hơn. Đã nhiều năm nay, người dân xã Nà Sái đã khá quen thuộc với hình ảnh anh Cà Văn Hồng đi tuyên truyền vận động hay đi cấp phát thuốc và tài liệu tuyên truyền về lĩnh vực dân số. Với cách thức tuyên truyền của anh Hồng về dân số thì chúng tôi cũng dễ hiểu và dễ gần gũi, cũng có khiếu hài hước về tuyên truyền để bà con dễ hiểu hơn về dân số. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng anh Vừa A Báo sinh năm 1990 đã có kinh nghiệm 11 năm làm công tác dân số ở xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo. Anh Vừa A Báo đã góp phần thay đổi nhận thức một số bộ phận người dân về sinh con thứ ba hay sinh con một bề. Anh luôn tích cực vận động nam nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai cũng như tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản. Theo anh Báo chia sẻ, chủ trương về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình vốn khô khan, khó nói. Với nhiều người, việc sinh đẻ lại được xem là chuyện riêng của gia đình. Chính vì thế, để tác động đến suy nghĩ, hành động của họ, người làm công tác dân số phải biết nắm bắt tâm tư, biết lắng nghe, khiếu hài hước, tạo không khí thoải mái, gần gũi, hấp dẫn người nghe. Để làm tốt được cái công tác tuyên truyền thì đã tham mưu cho lãnh đạo đảng ủy, ủy ban để lập ra các kế hoạch tuyên truyền hàng năm để giao cho các ban ngành đoàn thể cùng tham gia để phối hợp để vào các bản để tuyên truyền thì công tác nó mới tốt lên được. Còn nếu mà riêng một mình cán bộ trên dân số tự đi tuyên truyền cũng rất là khó. Để giảm cái tình trạng sinh con thứ ba thì đa số là tập trung vào cái đối tượng mà đang có hai con một bề đấy, họ đã có nhu cầu sinh con thứ ba và cố tập trung vào đối tượng là người ông chồng đấy, tại vì chồng là người dân tộc mong là có cái tiếng nói rất là quan trọng trong cái việc sinh con thứ ba. Anh Sùng A Tùng, bản Đề Chia A, xã Pú Nhung là một trong những điển hình về thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình ở địa phương. Vợ chồng anh sinh được hai con trai. Tuy sinh con một bề, nhưng khi nghe cán bộ dân số tuyên truyền và nhận thấy để có điều kiện chăm sóc và nuôi dạy các con được tốt hơn, nên anh chị quyết định không đẻ thêm. Các anh bên trạm y tế thì cũng tuyên truyền thì có cái gì thì mình không hiểu. Có các anh ấy tư vấn cho thì mình cũng hiểu thì mình cũng sử dụng các biện pháp đây là nó cũng dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình tự tìm hiểu thì có khi là có cái thì mình biết, có cái thì mình cũng không biết mấy thì nó cũng rất là khó khăn. Xã Pú Nhung hiện có trên 3.800 nhân khẩu. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Cái khó của những người làm công tác dân số nơi đây chính là việc vận động, thay đổi được nếp suy nghĩ của một bộ phận người dân còn tư tưởng lạc hậu, muốn có con trai để nối dõi tông đường. Tuy nhiên, từ khi anh Vừa A Báo làm cán bộ dân số của xã, những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà huyện đề ra với công tác dân số đều được anh nỗ lực thực hiện. Nhờ đó mà 3 năm trở lại đây, tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của xã đã có xu hướng giảm. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ sinh con thứ 3 tại xã Pú Nhung là 16%, giảm so với cùng kỳ năm trước 4%. Hiện nay trên địa bàn xã thì cái tỷ lệ mà tảo hôn và những cái tỷ lệ mà sinh con thứ ba thì đã giảm so với nhiệm kỳ trước. Việc mà tảo hôn thì đã hạn chế so với trước kia thì đã giảm rất nhiều. Trong đặc biệt nhất là trong 2020 thì đã không có cái cặp tảo hôn. Công việc của cán bộ chuyên trách dân số không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thế nhưng bằng những cách thức tuyên truyền đơn giản, gần gũi và dễ hiểu, những cán bộ dân số là nam giới như anh Hồng hay anh Báo đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
công tác tuyên truyền được họ triển khai đến người dân bằng nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, góp phần thay đổi nhận thức của một số bộ phận người dân về trách nhiệm của mỗi gia đình, về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số đối với việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.